Đã qua ngày trọng đại được gần 10 ngày, song dư âm có vẻ còn động lại khá lâu nên ngày nào dân tình cũng thấy ghi xe Phạm Minh Anh, ái nữ xinh đẹp của đại gia Minh Nhựa đăng ảnh, ta tớt chia sẻ về đám cưới. Là tiểu thư con nhà hào môn, tất cả mọi thứ liên quan đến đám cưới của cô nàng đều đặc biệt và đáng nhớ, chỉ cần xem clip re que đinh mà ghi xe Phạm đăng lên mới đây thôi cũng đủ ghen tị. Cô dâu 20 tuổi Minh Anh xinh đẹp rực rỡ trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Chiếc clip xinh xắn này khiến hàng nghìn người ngạc nhiên vì không hề cầu kỳ về hiệu ứng hay phô trương điều gì, chỉ đơn giản lưu lại những tâm sự giản dị của chú rể Tâm Nguyễn dành cho vợ, khoảnh khắc ý nghĩa chưa từng công bố của cặp vợ chồng trẻ, song nó mang lại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào giống như các nhân vật chính trong clip vậy. Cô dâu 20 tuổi Minh Anh xinh đẹp rực rỡ trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Đặc biệt, trong đoạn clip này có một chi tiết đến bây giờ mới được hé lộ, đó là việc chú rể Tâm Nguyễn cưới được Minh Anh không phải nhờ cái gật đầu của cô, mà phải xin ý kiến của bố vợ. Giữa buổi gặp gỡ thân mật của hai gia đình, Tâm Nguyễn đã chuẩn bị nhẫn để hỏi Minh Anh có muốn lấy anh làm chồng không, song cô nàng đã bình thản trả lời rằng, chừng nào đáp cho thì em cho. Phản ứng sau đó của Minh Nhựa cũng khiến mọi người bất ngờ cười phá lên, bởi ông bố vợ tương lai đã đứng dậy phẩy áo rất dân chơi, nói với con rể rằng giờ tao mới lên ngôi nè. Tỏ vẻ tự hào vì vai trò quan trọng của mình với con gái cưng. Nhưng sau đó, dường như Minh Nhựa đã thoáng rơm rớm nước mắt, nói nhỏ rằng đồng ý cho con gái lấy chồng, kêu con rể rước đi ngay và luôn. Xem chiếc clip xinh xắn của Minh Anh, thực sự cô gái nào cũng muốn được trở thành cô dâu ngay lập tức. Chỉ cần ngọt ngào giản đơn như thế thôi, cũng đủ rồi.